Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Cà phê sáng cuối tuần. Các bạn thân mến, dạo gần đây thì mì Ý đã trở thành món ăn rất phổ biến. Chúng ta thường quen với những món như là mì Ý sốt bolognese, mì Ý sốt carbonara hay là lasagne. Tuy nhiên ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn rất là ngon, đó là món mì Ý với sốt bẹ xanh. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sốt cho vẹm xanh. Ta sẽ đập khoảng 2 nhánh tỏi, băm nhẹ ra một chút, hành thái mỏng. Và tôi sẽ chỉ sử dụng khoảng một nửa quả ớt thôi. Ớt này khá là cay. Và đây là loại nguyên liệu mà tôi rất là thích. Đây là loại tiêu xanh mà tôi đã ngâm giấm. Mùi rất thơm và vẫn còn rất là cay. Tỏi. Hai nhánh lá tham. Và cho lá rosemary. Mùi rất là thơm. Khi tất cả các gia vị này đã bắt đầu có cái màu cháy cạnh rồi thì chúng ta sẽ cho vẹn vào. Chúng ta nhớ là cho cả nước của vẹn vào nữa, mùi sẽ rất là thơm. Cho một chút măng trắng vào đây để khử bớt mùi tanh của vẹn. Tiết ra tôi sẽ nêm một chút tiêu muối vào. Rất là ngon. Các bạn thân mến, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một món vẹm khác rất là ngon. Đây là món mussel truyền thống của người Pháp, đó là món mussel marinade, vẹm nấu sốt kem. Tôi sẽ cho một chút dầu ô liu vào trong chảo. Tôi sẽ cho khoảng 2 nhánh lá tham vào đây, một nhánh rosemary. Đây là những con vẹm đã được hấp chín trước khi mà chúng ta nấu, cho nên các bạn cũng không cần phải trần lại nữa. Và bây giờ tôi sẽ cho một chút vang trắng vào đây. Mùi rất thơm. Và bây giờ tôi sẽ cho kem tươi vào. Tôi sẽ cho khoảng 100 ml kem tươi vào đây. Một chút tiêu muối cho nó đậm đà hơn. Khi phần sốt kem đã sánh đặc lại như thế này rồi thì tôi sẽ vớt vẹn ra ngoài.